Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới một tựa game sinh tồn mang tên là Green Hell đấy, Địa ngục màu xanh. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Thì cũng đã từ rất là lâu rồi chúng ta chưa có làm một cái tựa game sinh tồn nào. Và đây là lần đầu tiên mình chơi cái tựa game này. Vì dạo gần đây mình hay xem mấy cái bộ phim sinh tồn của ông SD Stafford ấy mọi người. Ngày xưa thì mình thích xem Beer Guy cơ. Nhưng mà bây giờ thì mình hay xem SD Stafford các bạn ạ. Bị bỏ rơi đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bị bỏ rơi cùng Vũ Lít tại khu rừng chết chóc. Rồi và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào game nào. Let's go. Ngày đầu tiên đấy, đây là ngày đầu tiên mình bỏ rơi các bạn ạ. Ủa, thì đây là cái lúc mà mới vào game đúng không? Okay. Đầu vào thì mình sẽ trèo lên cây này. Được rồi, tớ đây. Này, tớ làm được rồi. Mọi thứ ổn chứ? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Các bạn thích là mình đọc cái phụ đề hay là để nó tự đọc ha? Vì là cái này nó rất là hay, là cái game này đấy là nó Việt hóa đến từ nhà phát hành luôn chứ không phải là cài một cái bản Việt hóa ở ngoài. Và cái khung cảnh ở đây ấy, là mình liên tưởng đến khu vực gọi là một cái khu vực rừng nước ở Việt Nam các bạn ạ, khu kiểu rừng ngập mặn đấy. Đấy, và thực sự ấy là lâu quá rồi mình chơi một cái tựa game sinh tồn. Vì thế mà lỡ may mình có chơi gà đấy hay là mình không biết cái gì ấy thì mọi người chỉ mình nha. Đấy, bởi vì dạo này mình ghiền sinh tồn quá cho nên là mình chơi game này các bạn ạ. Ui, ở xung quanh nhiều vẹt thế nhở? Bây giờ xem nào. Anh có thể tiến tới. Hình như nó dịch hơi sai sao nhở? Just go ahead. I need to find something in my backpack. À, con bé kia nó cần tìm cái gì đó trong ba lô của nó đúng không? Rồi thì mình sẽ... Tớ cá là cậu muốn chập mắt một chút à? Hay mình muốn hỏi nhờ? Mình hỏi cái đó là cái gì đi? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Mình có cảm giác game này dịch hơi sai các bạn ạ. You can catch up, yes. The path leads through that canyon. I know. Mình đang cần tới một cái hẻm núi gì đó các bạn ạ. À, đi tìm chỗ cắm trại à? Ui, game này thì nó cũng có mặt từ khá là lâu rồi. Và nhìn qua thì mình thấy game này cũng khá là đẹp các bạn ạ, không đến nỗi tệ ha. Chắc là mình sẽ đi theo cái hẻm này thôi, đi theo cái hẻm núi này thôi. Chả biết đi có đúng hay không nữa, nhưng mà các bạn nhìn xem nào. Đúng rừng ngập mặn Việt Nam luôn. Thì chúng ta bị bỏ rơi ở hòn đảo này không chỉ một mình các bạn ạ. Đấy, còn có một cô bạn nữa. Tạm thời thì mình cũng chưa biết gì về cái game này luôn đấy. Mình cũng không xem ai chơi luôn để có thể kiểu trải nghiệm ấy các bạn. Tìm chỗ cắm trại à? Đã mở khóa hộp trại mới à? Anh đã buộc thuyền lại chưa? Have you tied down the boat? Rồi. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances. Vậy là chúng nó đã từng tới đây rồi đúng không? I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. Khu này giống mấy cái khu rừng ở Việt Nam ghê. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them. Mình nên đi đâu đây? Mình nghĩ là mình nên đi theo cái đường mòn này đấy nhá. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. À, tên của mình là Dr. Higgins à mọi người. Tên của mình là một mình chỉ gọi là một tiến sĩ á. Dr. Higgins à. Nghe tên oai như cóc vậy các bạn ạ. Bây giờ mình phải đi tìm... Ôi, cái gì đấy? À, mình có thể nhặt được đồ à? Nhưng mà mình nhặt cái này để làm gì? Ui, mình không biết nhặt mấy cái này để làm gì luôn đấy các bạn. Và mình đang đi đâu? Ê, ở đây như kiểu là... như kiểu đây nó sẽ có một cái lều ấy các bạn ơi. Và mình sẽ tìm cách đi xuống đây đúng không? Giờ mình cầm cái này rồi mình làm gì? Mình không biết làm gì với cái này nữa. À, đáp được à? Chúng ta có thể ấn nút Q để đáp được nha. Còn nó rơi ra nghe pịch pịch pịch. Không biết các bạn nghe thấy không. Đấy. Đây rồi. Đây rồi anh em. Bây giờ mình phải gọi Mia. Mình đấy con bé ở dưới kia nó tên là Mia đúng không. Đấy.
Được rồi, anh tìm thấy cái lều rồi. Cái game này nó dịch hơi sai các bạn ạ. Okay, I found the tent. Is everything all right? Cũng ổn. Nhưng mà chưa có xây xong. À, giữ để trả lời ạ. Được rồi. Chẳng phải 5 sao đâu. Trời ơi, đi vào rừng mà đòi một cái lều 5 sao à? The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Okay. Perfecto. Vậy là có một đống người đã tới đây trước à? Thì kiểu là một ekip làm phim đúng không anh em? Một ekip làm phim đã tới đây trước và chúng ta sẽ tới đây để sinh tồn. That's everything. Okay. We're officially settled in. Mọi thứ chúng đã chính thức ổn định rồi. I remember the agreement. Ui, gì á? Maybe you should. Trời maybe ơi. We should reconsider this. Tin được không? I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Ủa. Trời ơi, sau một hôm mà cái chỗ này đã được xây lên như này ạ. Ảo chưa? Ê, kìa. Em gái đang làm gì đây? Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Lấy gỗ à? Rồi làm một bữa tối lãng mạn à? Chúng ta có thể sử dụng một số nút này chạy nhanh bằng ship này. Chặn là cái gì? À, đỡ ấy à? À, tấn công ấy à? Ua, ghê à, ghê à? Hay nha, mình có thể tấn công này. Đỡ. Chọn địa điểm để đốt một đống lửa nhỏ. Ở đây nó có mấy cái nút này anh em. À đây, ngọn lửa nhỏ. À trời ơi, cái game này làm mình liên tưởng đến game The Forest của ta. Không biết là các bạn có nhớ game The Forest không, chứ mình thấy khá là liên tưởng á. Đây có mấy cái dây leo này, mình có thể lấy mấy cái dây leo để làm gì. Không biết nhưng mà sẽ lấy à. Có cái nút nào để xem được cái hành trang của mình không ta? Bình thường nó sẽ có một cái nút để xem hành trang á. Ấy có dao đấy anh em. À, dao dựa này. Rất nhiều dao. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Có thể tìm được các que nhỏ trên mặt đất. Hoặc cắt nhỏ từ một cái cây à? À vậy mình có thể ui, sao đây nhiều dao quá à? Mình có thể chặt mấy cái cây ra được không? Hình như mấy cây này không chặt được. Chặt được mấy cây bé bé này. Chắc là mình sẽ đi kiếm mấy cái que à? Cái gì nhỉ? Thanh nhỏ, mình cần mấy cái thanh nhỏ. Chắc là mình sẽ chặt mấy cây này ra đây. Nếu đúng như cái game The Forest thì nó sẽ là chặt mấy cái cây này ra các bạn ạ. À đấy, có đổ nhá. À, nó sẽ rơi ra những cái gì? Nhật ký á? Cái này là nhật ký à? Đùa bố à? Cái này là tên là nhật ký ạ. Mình chặt nó ra nữa không? Que này. Một que. À, lá cọ đấy là cả lá nữa. Mấy cái lá này về để ấp ấy à? Chứ ta ấn quy để thả này. Mình cũng chả biết lá để làm gì hết. Quy để phân tích à? Mình à cần thanh nhỏ chứ phải que nhỏ các bạn ạ. Đây là que dài à? Mình có thể bổ ra được không? Que nhỏ cái này. Thanh nhỏ hình như là mình cần thanh nhỏ đúng không? Chết rồi. Hồi nãy mình quên mất là mình cần thanh nhỏ hay que nhỏ. Chả nhặt được. Gì đây? Que. Hình như mình cần que nhỏ. Nó không chặt được nữa đấy các bạn. Để xem nào. Mình cần nó là thanh nhỏ. Hiện tại mình có một cái này. Mình cần 5 cái nữa. Đi nhặt ở xung quanh đây cũng được. Tiện thể thì đi thám thính ở gần đây nó có gì luôn. Mấy cây này cây gì ấy nhở? Đống ít lá. Chúng ta có rất là nhiều những cái cây này. Que à? À đấy. Mình có thể đập mấy cái que ra được thanh nhỏ nhé anh em. Đấy cũng được. Mình sẽ nhặt cả que luôn để biết đâu tí nó cần. Mình có thể đập cái que ra đấy. Đập cái que sẽ ra được thanh nhỏ này. Nhưng mà mình thật ra là mình vẫn chưa biết là cái gì á. Từ mình chặt mấy cái que ra đó. Chưa quen anh em ạ. Mấy bữa nữa là quen ngay. Mình mà chơi cái game gì ấy, đầu nó cũng chưa quen á. Xong cái chơi một thời gian dài tự nhiên nó quen rồi anh em. 5 thanh nhỏ rồi đúng không? Mình vừa quên là không biết là cần thanh nhỏ hay que nhỏ nữa. Nhưng mà cứ chặt thêm một ít đi. Thừa cũng đâu có. Thừa vẫn hơn thiếu đúng không các bạn? Đấy. Đúng rồi đấy. 6 thanh nhỏ, 7 thanh nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ đi về. Mình làm một cái lò sưởi ở đây. Chèn đi. Ồ, cần que nữa à? Trời ơi, biết ngay mà. Hồi nãy là mình làm mà mình
Que 8 que thôi, 2 que rồi. Tính ra là kiếm que cũng dễ, bởi vì là hồi nãy mình chặt cái cây kia bây giờ nó cũng có rồi. Rồi, làm bếp lửa anh em ạ. Úi giời, cần có đốm lửa. Mia, can you bring me a lighter? Đưa cho tớ cái bật lửa. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some Rồi, vậy là không có lửa đấy. Don't tell me. Vậy phải làm sao? Yeah. Yeah. Trời ơi, em ơi, sao em thông minh quá vậy? Not a single lighter, nor box of matches. Đấy, đúng là sinh tồn đấy mọi người. Sinh tồn không có bật lửa, hợp lý nhở? I did. You need to do it the old-fashioned way. Vậy là mình sẽ phải làm theo cách tiền sử à? Not the best start of the expedition. Hay đấy nhở? Vậy là ngoài nhà thám hiểm ơi, chúng ta cũng có thể làm được một vài món đồ anh em ạ. Kiểm tra đồ, hình như là N là đồ ấy. Đồ quay tay. Mình có thể làm đồ quay tay à? Nhưng mà làm đồ quay tay như nào? Que hoặc tấm ván thanh nhỏ. Đây mình có thể chế tạo ở đây đúng không? Que hoặc tấm ván à? Chết rồi, bây giờ kiếm đâu tấm ván đây? Dụng cụ tạo đốm lửa. Mình có thể ấn chữ N à? Que tấm ván thì bây giờ kiếm đâu tấm ván nhỉ? Tổ chim à? Tổ chim cũng được. Bây giờ mình cần tìm một tấm ván các bạn ạ. Và một cái que. Que thì dễ kiếm rồi. À đây, tấm ván đây rồi anh em. Vậy là mình cần một cái que nữa. Đấy. Rồi. Tưởng sinh tồn như nào, hóa ra cũng dễ thôi mà. Các bạn thấy không? Sinh tồn nó cũng chỉ có thế thôi. Sinh tồn nó cũng chỉ có thế thôi. Rồi. Ok chưa? Giờ bây giờ mình sẽ đi làm một cái đây, làm cái này đi. Nhưng mà bàn craft làm thế nào? Ở đây nó có này, chế tác này. Đúng không? Chúng ta có một cái tấm ván này. Và một cái que. Ủa, que đâu? Bên đây quá. Ở đấy, que này. Que và tấm ván là chúng ta chế tạo được. Ủa? Tìm một cách kết hợp. Ủa, nó vừa chỉ mình đúng vậy mà nhờ. Nó vừa chỉ mình đúng là làm cái đấy mà ta. À, ngoài ra mình có thể kiểm tra được mọi thứ này. Kiểm tra mọi thứ ở trên người này. Chắc là mốt là nó sẽ bị cái gì đó đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là thế. Mốt là mình có thể làm một cái gì đó từ mấy cái này. Nhưng mà cái dụng cụ đánh lửa thế nào? Trời ơi. Sorry mọi người nhá, mới tập sinh tồn nên là hơi non. Hơi non cái tay. Cho nên là cần phải từ từ. Đây. Thanh nhỏ, que. À đâu, cái này là ngọn lửa mà. Chết rồi, vừa nó chỉ cái dụng cụ đánh lửa đâu rồi. À đây. Que hoặc tấm ván và thanh nhỏ. À, que hoặc tấm ván và thanh nhỏ. Vậy là mình vẫn cần thanh nhỏ à. Trời ơi, cái này thật là cầu kỳ đi. Đây, mình có tấm ván rồi nhá. À đâu, đây là ba lô mà. Đây, tấm ván này và thanh nhỏ đúng không? À đây, rồi. Đấy. Ngon ngay, ngon ngay. Nhấn RMB à? RMB nút gì ấy? À, chắc là đâu rồi, cái công cụ đánh lửa đâu rồi ta? À đây, mình sẽ ấn chuột phải vào đúng không? Đấy, sử dụng, trời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng nó nha. Và kéo tổ chim hoặc sợi lá khô từ ba lô và thả vào khe của dụng cụ đánh lửa để tạo. Ui, đây à? Rồi sao nữa? À đấy à? Trời ơi, cầu kỳ quá vậy. À đù, đấy. Mình xem trong phim nó hay đánh lửa kiểu này đấy. Đấy, sau đó là bỏ đây đúng không? Úi giời, đẳng cấp chưa? Oh Mia. Xời. Ok, hay chưa, hay chưa, giỏi chưa, giỏi chưa anh em. Ông vua sinh tồn, những ngày đầu của ông vua sinh tồn anh em ạ. What? You seem so calm. Cậu có vẻ trầm tính đấy. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. Mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Sao mà cái game này đồ họa thiên nhiên nó đẹp thế mà sao cái con bé cái nhìn xấu vậy? Mặc cái bộ đồ giống Lara Croft ở trong Tomb Raider đó chứ. Ảo thật.
Tớ thích cậu lắm, tớ nhớ cậu quá. Không biết trả lời sao ạ. Tại sao lại nhớ nhỉ? Cậu đúng đấy. You're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Hôm nay mình không nghe con kia nói gì các bạn ạ. This time you were only making general observations. This time we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Yabba Huaka là cái gì nhỉ? It will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. Yeah. Shot arrows at a military chopper. Có vẻ đấy là một cái bộ lạc các bạn ạ. Since you published bắn tên à. They've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Có vẻ như đấy là một cái tộc người ở khu vực này hay sao đấy các bạn? Và con bé kia, con bé Mia đang đi gọi là thuyết phục những cái người tộc người đây để làm cái gì đấy mình cũng chả biết nữa. Và bây giờ là ngày thứ ba rồi. Hôm nay trời mưa. Mình sẽ làm gì? À, tìm chiếc lều á. Rồi trời mưa. Ố. Mưa nhỏ à? Hay sao? Có mưa không vậy? Có hơi mưa mưa đấy anh em. Và bây giờ mình phải đi tìm chiếc lều ở đâu cơ? Mình có biết lều ở đâu đâu trời. Chắc là cứ đi theo cái đường này đây. Nhờ. Ui. Cái nước khu vực này nó đang ngập lên rồi này các bạn. Ngập lên rồi á. Ủa rồi cái đống lửa mình để ở đây đâu? Cũng mất tiêu luôn. Xung quanh đây có rất là nhiều những cái que dài này. Nhưng mà chắc mình cũng chả cầm để làm gì đâu. Ồ, lại lấy lại cái dao à? Chắc là mình sẽ tiếp tục cầm cái dao đi để lỡ may mà gặp cái gì đó thì mình còn phản xạ được các bạn ạ. Giờ đi tìm cái lều rồi tìm ở đâu đây trời. Nó không có cái hướng để như kiểu là chỉ mình đi hướng nào á. Ô, có cái dây này các bạn. Chắc đi đường này đây. Ủa cái chỗ này sao nhìn giống cái khúc bậc đầu mình leo lên vậy ta. Ủa các bạn thấy chỗ này giống cái chỗ khúc đầu mình leo lên không? Giống dã man luôn á. Nhưng bây giờ mình đi tìm cái lều ở đâu trời. Trời ơi. Mình còn đang sợ là mình không tìm được cái đường về luôn chứ nói gì đến cái lều trời. Nó có cái vị trí chỉ cụ thể không? À, hình như là có map mà đúng không? Y à, nút gì để tìm map nhỉ? Hình như là có cái bản đồ ấy các bạn, đây. Bản đồ, không xem được bản đồ à? Mày lừa tao. Mình không xem được bản đồ, các bạn hình như phải chế tạo bản đồ để mới xem được. Thôi chết rồi. Đúng là game này sinh tồn một cách không hiểu gì hết. Bây giờ phải đi tìm cái lều anh em ạ. Để mình đi tìm cái chỗ cái lều đã. Các bạn ơi. Ở đây nó có rất là nhiều những cái thông tin này các bạn. Đây là mấy con cóc độc hay sao ấy. Đừng có động vào mấy con cóc này nhá. Đấy, và như là mấy con cóc này đụng vào nó là nó sẽ bị một cái gì đó này. Phải dùng cái gì để gỡ độc cơ này. Nhìn rất là ghê. Đấy. Nói chung là như thế. Đây. Jabawaka đấy. Tộc người kiểu dạng thổ dân ở đây anh em ạ. Nó sẽ là một cái dạng thổ dân ở đây á. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những loài khác kiểu là rắn này đấy. Và một vài loài khác ở đây này. Loài capybara này, armadillo và tapi à. Những cái con thú ở đây à. Mình không biết là những cái con thú này có nguy hiểm không. Nhưng mà nó khá là bé và nó là thức ăn nào. Ui, nó là thức ăn cho người dân ở khu vực này à. Nó có rất là nhiều protein và chất béo. Úi dồi ôi. Vậy nếu mình gặp cái con này thì mình phải đập chúng nó ăn thịt đấy anh em. Cũng chả biết nữa. Đây kiểu là một cái bộ lạc bị mất đấy các bạn. Đấy, Sabono và Hunter đấy. Nói chung là nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm cái lều. Nhưng mình thực sự là mình không biết cái lều kiếm ở đâu luôn đấy các bạn. Đây là cái gì đấy? Dưới lòng đất thì có mấy con bọ. Khu vực ở cây không có gì hết, có mấy con khỉ à. Ở trên cao sẽ có vẹt. Còn khu vực ở phía dưới thì sẽ có mấy con báo à. Kiểu là như thế. Nhưng mà ở đây tiếc là nó có một cái nó không có cái bản đồ ạ. Nếu mà không có bản đồ thì làm sao mình tìm được mấy con cái lều đấy. Có bánh này, kẹo này, kẹo mà không nhặt được. Kẹo Supreme ạ, vãi nồi. Máy ghi âm.
So, à, with my wife, Mia. Mấy em mày đang là hello. À. Hello. Vậy là Mia là vợ của thằng này ấy hả? So, we can start working right away. Oh. Mia là vợ của thằng này anh em ạ. Can you explain what you're gonna do? Well, em sẽ gặp người Jabba Huaka vào ngày mai. Để mình đọc hết cái này xem nào. Okay, that's all for now. It was Mia and Jake Higgins day one. Mình là Jake Higgins. Nhưng mà nó không chỉ mình cách nào để đi qua cái lều ấy mọi người. Xem nào. Tôi đang ở một ngôi làng. Gọi tôi bằng radio khi mà bạn tỉnh dậy à? À. Vậy là bây giờ mình sẽ đi tìm cái radio để mình gọi con bé đúng không? À, gọi Mia này. Ây da. Lạ lùng đây đây, hồi nãy con bé nằm chổng nít đây này các bạn. Bây giờ nó đi tới làng rồi, chắc là mình sẽ gọi cho con bé đi. Đây. Hello, Mia. Hey, sleepyhead. Finally up. Xem nào. Cậu đã đang ở đâu á? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. Phật tổ là gì nhỉ? I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? À đủ. Well, I didn't. Ồ, vậy cuối cùng là vợ hay là bạn bè vậy? Lấy một món quà từ trên bàn nào. Món quà nào? Có khi nào mình đã lấy hết rồi không ta? Hình như là món quà con bé tặng cho mình đúng không? Đồng hồ. Ai dù đủ xịn đấy nhở. Đồng hồ này chắc là để đo thức ăn, nước uống cái thứ đấy. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. Pin mặt trời luôn là ngon nhở. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But stress can wear you out. Tell me about it. Xem thử đồng hồ. Bây giờ ấn nút nào để giữ F để xem đồng hồ à? Ây à, nhìn xịn thế. Nhưng mà bây giờ xem như nào? Xem rồi sau phải kiểm tra như nào? Lục soát chiếc lều để tìm thứ gì đó bổ dưỡng. Thực ra là hồi nãy mình thấy mấy cái thanh protein, chắc bây giờ mình mới lấy được quá. Biết ngay mà. Đấy. Các biết tại sao mình biết cái này là thanh protein không? Bởi vì là mình đi tập tạ đấy. Thì mấy cái thanh này người ta gọi là thanh protein đấy các bạn. Mấy cái thanh này mà các bạn nào đi ăn trước khi tập tạ là rất là khỏe. Mình tìm đủ chất bổ dưỡng rồi mà. Bây giờ nó bắt đầu cho mình cái thanh máu này, mấy thanh kia này. Mình vừa lấy được hai thanh, ở đây đây, còn nữa. Ba thanh. Còn cái gì nữa không vậy? Hết rồi mà nhỉ. Ở trong đây chắc vẫn còn đấy. Mình sẽ đi tìm xem là còn cái gì ở đây. À đây. Lấy con dao đi. Ok. Còn cái gì để có thể nhặt được không đâu? Trong đây chỉ toàn là rác thôi. Ủa sau một hồi lục loại thì mình thấy nó cũng chả còn cái gì để có thể nhặt được đấy các bạn. Mà nó vẫn kêu lục soát chiếc lều để xem là còn cái gì đó quý hiếm không. Áo ma Canada thật. Nhưng mà thôi các bạn ơi, chơi mấy game này thì chơi một hồi nó chóng mặt lắm. Cho nên là thôi, chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây nha. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Nếu như mọi người thích thì mình sẽ làm tập tiếp theo sớm cho các bạn xem thôi. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye!